Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái máy trộn gòn nè. Đó. Máy này là máy trộn gòn và có cái bồn này để chứa gòn và cái máy hút gòn nha mọi người nha. Nó liên kết với nhau luôn. Đó, mình vừa mới chế tạo xong. Hút gòn. Đó. Còn đây là cái máy thổi gòn vô gối nha mọi người nha. Máy làm gối. Trọn bộ combo luôn nè. Đó. Gồm có máy hút gòn, thổi gòn và cái thùng để trộn bông. Thì mình đổ vô đây một lần một bao bông á. Một lần bao bông. Đổ vô một bao bông xong rồi trộn, nó tự trộn và tự hút nha mọi người nha. Tự trộn và tự hút. Đó. Chờ lát ơi. Đi dâu nha. Đợi bỏ máy lên xe cái. Tới rồi. Đang tới. Xe đang tới. Rồi ra cái máy, cái thùng để mình trộn bông. Trộn bông đây, cái ống hút. Nó khoảng 6 giờ rưỡi nó tới á. Đây là máy thổi bông nè. Thì mình bật máy thổi bông chạy để cho nó hút gòn từ trong đó vô, nhưng mà tại vì mình không có gòn. Đây là cái bộ chỉnh tốc độ để chỉnh cái lực thổi. À. Chỉnh cái lực thổi nha mọi người nha. Đó. Đây là chỉnh lực thổi. Đây là cốc đạp để cho nó mở gòn. Đó. Đây là cái động cơ quạt Toshiba hàng Nhật luôn em ơi nha. Cái biến tầng này cũng của hàng Nhật luôn. Đó. Máy quay rất là êm và rất là chắc chắn. Máy quay rất êm và rất chắc chắn. Gió từ bên thùng gòn qua, chắc phải dỡ lên nắp rồi nó hút lực gió mạnh quá. Đó, hút gió từ bên thùng gòn qua nè. Đó, nó hút gió này nó hút theo bông luôn, từ bên cái thùng gòn hút qua. Bên đây thì nó trộn liên tục. Thì nó bươi bông ra, nó không có cho bông nó quán cục nha mọi người nha. Vô cái lỗ rồi nó đi ra đó. Nó có hai cái đũa, mấy cái đũa là mấy cái láp truyền động qua cái motor này đó. Rất là gọn luôn. Máy này test xong mà mình chuyển đi Hà Nội nha mọi người nha. Test xong chuyển đi Hà Nội. Cái dàn lỗ đó mà cũng đâu có kịp cho nó hút đâu. Hút nhúng cái nắp luôn rồi á. Đó, ống vô 114 và ống ra 114 luôn. Thổi gối và thổi nệm rất là nhanh. Rất là nhanh. So với cái loại mà cái máy mà thổi bằng cái áp lực khí nén thì nó hao hơi hơn nhiều. Máy này ít hao điện hơn nha mọi người nha. Hao điện hơn. Đó, nó có cái thùng bông này. Bỏ bông vô là nó hút và nó thổi luôn. Thổi trực tiếp luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Ai chưa đăng ký giúp đăng ký giúp mình nha mọi người nha. Đăng ký không có tốn tiền đâu.